các bác. Về cái chơi lan thì bao giờ phải có một cái dàn lan. Thế thì dàn nó như thế nào? Thì nhiều các bác cũng nói rất nhiều về cái dàn lan, hỏi về cái dàn lan cũng rất nhiều. Đấy, tuy nhiên thì cái việc này thì mỗi người, mỗi nhà đều có khác nhau. Hôm nay chúng ta cùng nói chuyện về cái dàn lan một chút nhá. Thưa các bác, là với cái mục đích chơi của mình ấy, thì mỗi người một có một cái dàn lan nó cũng rất khác nhau rất nhiều. Ví dụ như các bác mà đi đâu đó nhìn thấy những dàn lan mà rất là hoành tráng ở trên cao, người ta làm gọi là dàn tầng đấy, thì có sàn xiếc đi rồi nhìn nó rất là đẹp, thành một cái gọi là đa phần người ta gọi là cái chuồng cọp gọi là cái chuồng cọp, tại vì là xung quanh là được hàn bằng sắt rất là kiên cố, chống trộm, thế rồi rất là đẹp. Đấy, ở trong thì là được treo tầm ngang mắt, có nghĩa là người mình đi là nó ngang mắt để kiểm tra, để xem, hoặc là để dàn những cái sàn ấy, xong bắt đầu là để những cái chậu lan lên trên. Thì phải nói là những cái dàn lan ấy nhìn là rất là đẹp, nhiều người mơ ước. Tuy nhiên thì cái mục đích của họ, của những cái dàn lan ấy thì là thường là họ chơi là lan đẳng cấp, chơi cao cấp, những dàn lan mà có những cái loại mà đắt tiền. Đấy là các bác là phải thường là thấy là như thế. Thế còn đa phần những người mà chơi lan gọi là thuần túy, ví dụ như là chơi lan để ngắm hoa, ngắm lan, thì thường đấy cũng không được những cái dàn như thế đâu. Tùy theo điều kiện của mỗi người. Tuy nhiên thì là đều tận dụng, những người yêu lan là đều tận dụng những cái khoảng không, khoảng trống của cái nhà mình để làm những cái dàn lan cho nó đẹp, cho nó vừa phù hợp với cái cách của mình, hai nữa là cái thú chơi của mình, nuôi được cái thú chơi của mình. Thì như dàn lan của tôi thì tôi vẫn làm theo hình vòm, có nghĩa là cái sân tôi làm vòm tất và treo lan ở xung quanh dàn, ở trong dàn và xung quanh dàn. Thì nó có những cái rất là hay, là mình có thể cái khu này là mình vừa chơi và vừa là cái sân để mà mình chơi những, hoặc là hoạt động những cái việc hàng ngày. Thế nên là bắt buộc là tôi treo cao qua đầu để tôi có thể đi lại ở dưới. Tuy nhiên thì cái này thì nhiều người nói sẽ là không ngắm được và không kiểm tra được hoàn toàn những cái cây lan của chúng ta, thì cái này cũng là đúng. Thế vì là trồng như vậy thì là những cái dòng mà thân thòng thì nó thòng xuống mà, thì đôi khi cao thì lại đưa nó lên cao lên chút nữa, thế là nó cứ thả xuống là mình nhìn gọn là chính chứ lại không nhìn được gốc, thì cái này nó cũng là cái nhược điểm. Thì còn một số dàn này các bác ấy để thấp ấy, cũng treo ở dưới này và thấp xuống tầm đi ngang mặt ấy, thì rất thuận lợi cho việc chăm sóc lan. Tuy nhiên thì đi đứng các thứ ở dưới nó rất là vướng. Thì cái này các bác tùy các bác lựa chọn. Thế còn những cái dàn mà ít, có nghĩa là các bác chơi chỗ khoảng vài chục giò thôi, 2, 3, 4, 5 chục giò thôi, thì có một cái khu nhỏ nhỏ cỡ khoảng 10, 15 mét vuông, thì là đa phần là chơi theo cái kiểu đấy cũng rất nhiều. Thì cái dàn như thế này thì là chỉ treo được từng đấy thôi, và cũng gọi là vừa chơi vừa thưởng thức, gọi là chơi theo cái phong cách gọi là thưởng thức, chứ không, đa phần là không phải là chơi để kinh doanh. Kinh doanh là người ta phải che chắn kỹ và sợ mất trộm, rồi camera nọ kia các thứ rất là kỹ càng. Tuy nhiên chơi này là chơi theo cái kiểu là khi mà nhà ai đến chơi ấy, thì mình nhìn thấy một cái phong cảnh có sân, có vườn, có một cái dàn lan nhỏ nhỏ để chúng ta chơi lan thì cũng rất là thú vị. Vâng, và thế là khi chúng ta mà xác định được chơi theo cái tầm nào thì chúng ta sẽ làm theo cái dàn, theo cái kiểu tầng đấy. Thì chỉ có một số lưu ý các bác nếu làm dàn. Thì thứ nhất là chúng ta lựa chọn chỗ mà làm dàn lan mà có cái ánh sáng buổi sáng, có nghĩa là cái hướng đông mà nắng sáng vào buổi sáng là tốt nhất. Đấy là tốt nhất nhé. Thế còn những bác mà không có cái điều kiện như vậy thì chúng ta bắt buộc là làm theo cái chỗ mà mình có. Tuy nhiên cái chỗ này là phải thông thoáng, gió có thể lưu thông là tốt nhất. Chứ còn nếu mà nó tù túng là trồng lan nó không hiệu quả đâu, mà không được đâu. Rất là
các bác rất là yêu của nó, nhưng mà nếu mà trồng cái môi trường đấy là nó sẽ chết dần và nó sẽ không phát triển được. Đấy, nên là chúng ta cần là cái sự thông thoáng và có gió lưu thông đấy. Đấy, và ánh nắng buổi sáng là tốt nhất, cứ làm sao nắng từ sáng đến trưa là ok nhất. Đấy. Cái thứ hai nữa là khi các bác làm giàn thì phải làm chắc chắn, bất kể ở dưới đất hay là trên tầng hay ban công thì chúng ta cũng phải gắn, gọi là làm cái giàn cho nó thật chắc chắn, không chỉ cần một cơn gió thôi là mạnh hay là có khi là nó bay hết cả giàn lan của chúng ta sập ấy, thì mỗi lần như thế rất là thiệt hại rất là nhiều. Đấy, thì các bác làm là phải là chắc chắn. Cái thứ ba là cái độ cao. Đấy, thì độ cao thì nó cũng tùy theo cái chỗ mà mình làm. Ví dụ như ta có thể làm cao được càng cao càng tốt. Đấy, thưa các bác là càng cao càng tốt. Ví dụ như cái giàn cao 4 hoặc 5 mét thì chẳng hạn, thì khi chúng ta treo lan thì cái lan của chúng ta nó cách lưới 2 mét hoặc 3 mét rất là tuyệt vời. Đấy, thì là nó càng xa giàn ấy, đấy, thì lan của chúng ta phát triển càng tốt, càng thông thoáng. Chứ nếu mà cái giàn mà nó quá thấp ấy, treo cái là nó đã sát luôn lên cái mái ấy, thì cái ánh nắng nó không, gọi là lúc nào nó cũng bị là, nếu mà nắng là nó nóng nóng quá đấy, thì cây nó cũng phát triển kém đấy. Nên là càng xa lưới càng tốt, giàn càng cao càng tốt các bác nhá. Thế về phần lưới tre thì các bác cũng thấy rất đa dạng đúng không? Thường thì những cái vườn mà người ta trồng tương đối là gọi là chuyên môn ấy, thì là họ sẽ làm giàn nhìn rất là đẹp, lưới trăng cũng đẹp. Đấy, thì chúng ta cũng lựa chọn các cái lưới, ví dụ như là hiện trên thị trường là nó có 2-3 loại. Đấy, nhưng mà đầu tiên phải nói là cái loại lưới của Đài Loan, gọi là lưới dệt kim của Đài Loan, thì nó có khổ từ 3m đến 4m rồi 6m. Đấy, thì tùy các bác là lựa chọn khi cái giàn của chúng ta làm thì chúng ta nên làm cái loại lưới nào cho nó hợp lý. Đấy, lưới đài thì nó được cái là nó che nắng thì nhìn, nếu mà đứng bên ngoài và bên trong thì nó che được khoảng 30% ánh sáng. Đấy. Thế nên là nhìn thấy là rất là nắng nhiều, nhìn rất là ánh sáng rất là nhiều. Đấy, cũng rất là tốt. Đấy, và thích hợp với dòng thân thòng là tuyệt vời. Đấy. Thế còn dòng với dòng đơn thân thì có vẻ là hơi nắng quá. Đấy, hơi nắng quá một chút. Thì các bác cũng lựa chọn. Cái thứ hai nữa là cái dòng lưới của Thái Lan thì cái độ che phủ gọi là bớt ánh nắng đi tốt hơn, nó có vẻ tối hơn một chút. Đấy, thì là cái này cũng đa phần các bác cũng dùng rất nhiều thì tại vì nó cũng rất là rẻ. Đấy, và nếu mà kéo căng tốt thì độ bền nó cũng rất là cao. Cái lưới đài kia thì độ bền nó cũng rất là tốt, nếu căng tốt là lưới không bị gọi là co, không bị phập, gọi là bay phấp phới thì là rất là bền. Đấy, thì cái lưới thái này nó cũng hiệu quả. Đấy, trồng nếu mà trồng đơn thân, trồng kiếm ở dưới là rất là đẹp, rất là tốt. Đấy, thì cái đây lưới thứ hai. Còn có một cái loại lưới nữa không biết ở đâu sản xuất nhưng nó quá dày, nó thuộc cái dòng gọi che nắng ấy, thì cái dòng này nó tối quá, các bác không nên sử dụng. Đấy, nên sử dụng là một là lưới đài và hai là lưới Thái Lan. Đấy là việc che nắng. Thế còn cái có bác thì là có điều kiện là che được cả mưa, và tôi muốn làm cái giàn mà che mưa thì nên làm như thế nào? Thì cái che nắng là bắt buộc. Thế còn che mưa là che đi những cái nước mưa mà thứ nhất là nó quá nhiều thì gây cho lan của chúng ta không tốt. Tại vì là khi mà mưa ở cái tầm nào ấy vừa phải thì là tốt. Thế nhưng mà khi mà mưa rất nhiều ngày, dài ngày chẳng hạn, thì là cây lan của chúng ta không tốt một chút nào cả, rất dễ bị hỏng, bị thối. Đấy, thì khi mà có mái che mưa là cái điều kiện tương đối là tốt nhất với cây lan. Đấy. Đấy, tuy nhiên thì các bác cũng phải lưu ý một số cái điều kiện của che mưa. Ví dụ chúng ta là muốn che mưa cho giàn lan thì cái yêu cầu đầu tiên là lưới che mưa là phải ở dưới lưới che nắng, có nghĩa là chúng ta che lưới che nắng ở phía trên và tạo một cái khoảng trống giữa che lưới, gọi lưới và tấm nhựa. Ví dụ các bác dùng tấm nhựa trong hay là ni lông tốt ấy, thì che ở phía dưới, làm cái giàn che phía dưới.
cách đấy nó thông thoáng cỡ ít nhất cũng được 2, 30 phân, thậm chí là 5, 70 phân thì càng tốt. Thì cái độ khoảng cách như thế thì nó làm cho nó bay cái độ nhiệt khi mà chúng ta bắt buộc là phải che như vậy. Đấy thì nó rõ thông thoáng ở đấy, thì ở dưới rất là mát. Các bác đừng có làm ngược nhé. Nhiều bác là có khi là che cái mưa ở trên xong che lưới ở dưới, thì cái đấy là sai. Tại vì cái này nó là một nghiên cứu của kỹ thuật, ví dụ như là của Israel chẳng hạn, thì đầu tiên người ta có thể cũng làm như vậy, nhưng thấy là cái nhiệt trong giàn đấy nóng hơn so với bình thường, thế nên là người ta bắt buộc là phải che lưới lên trên và che mưa ở dưới. Đấy, đấy là cái nguyên tắc các bác nhé. Các bác nhớ nguyên tắc là lưới ở trên và nhựa che mái mưa ấy ở dưới. Thế thì khi mà làm như vậy thì các bác nghiên cứu thiết kế làm sao cho nó cái độ dốc nước, đấy, làm sao nước nó chảy là không bị dồn vào một chỗ, hoặc là làm cho những cái giò lan của chúng ta ở dưới sẽ bị hỏng. Thế nên các bác lưu ý cái phần này. Thế và khi mà đã có cái mái nhựa che thì các bác là nếu cái chỗ vườn nào mà thông thoáng thì không vấn đề gì. Thế nhưng mà cái vườn nào mà tù túng một chút, đấy, xong lại che cái lưới nhựa, tấm nhựa ấy, thì thường là cái lưu không không khí ấy, lưu thông không khí mà ở phía trên xuống là không còn, nó chỉ có đi ngang thôi. Thì các bác bắt buộc là phải có thể phải dùng cái những cái quạt hút hoặc quạt đẩy gió để nó đẩy cái gió của cái loa giàn lan ra ngoài, không để bị tù túng. Đấy, thế đôi khi là cứ bảo là chắc che như thế là không bao giờ bị thối, không phải đâu, nó vẫn bị cái bệnh mà. Đấy, nhiễm khuẩn rồi nấm này các thứ nó vẫn sinh ra thường trong cái quá trình chúng ta trồng lan, cho nên là không thể là không có, vẫn có, nhưng mà là cái hạn chế đi rất nhiều. Nhiều bác nói là hạn chế đến 70-90% đấy. Thì các bác nếu có điều kiện thì cũng nên làm cái lưới che mưa khi nào chúng ta thấy là hợp lý là chúng ta làm. Thế còn cái việc mà còn một cái loại giàn nữa, ví dụ như là lưới ở trên và che mưa ở dưới, nhưng mà che mưa di động. Đấy, cái loại này tôi thấy là nó rất là tuyệt vời hơn là che mưa để liên tục cố định, mà cái này là di động. Đấy, giả sử như chúng ta mà khi mà mưa được khoảng 15-20 phút trận mưa to ấy chẳng hạn, chúng ta có thể là che lại. Đấy, che lại không cho mưa cái lúc mưa, lúc đầu mưa. Đấy, thường là hạt nó rất mạnh và rất to, nguy hiểm cho lan chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ kéo cái dàn mưa của chúng ta lại. Đấy, để cho nước mưa cây ăn thẳng cái nước mưa trực tiếp. Đấy, khi mà đến cái độ nào mà cảm thấy ổn rồi, ngon rồi, thì chúng ta có thể lại kéo cái dàn che mưa này lại. Tuyệt vời không bác? Cái này thì chúng ta có thể là làm ở bên trên được, mà làm bên dưới được. Đấy, nhưng mà thường là làm để mà chúng ta che mưa thôi. Đấy, chỉ trong một thời điểm nào đó chúng ta cần thiết chúng ta phải che thì chúng ta che. Thì cái này là tiên tiến hơn cả so với cái che mưa gọi là cố định các bác nhá. Thế nên là các bác tùy cái điều kiện của mình. Đấy, tùy điều kiện của mình, tùy theo cái không gian của mình, chúng ta có thể thiết kế làm sao cho nó đỡ thiệt hại về lan của chúng ta nhiều nhất thì chúng ta làm các bác nhé. Đấy, còn nếu không thì chúng ta cứ làm cho nó thông thoáng, làm sao cứ cái độ thông thoáng, có ánh nắng tốt, ánh sáng tốt là ok. Đấy, các bác nhé. Là còn một số bác thì là chơi ít mà chỉ có vài giò thôi, 10 giò thôi, thì bà cũng không bỏ làm giàn. Thì tùy các bác có thể là tăng cái số lượng giò lan lên thì chúng ta làm giàn. Còn nếu không thì chúng ta có thể treo ở những cái tán cây thưa, có nghĩa là những tán cây mà nó trên lá của nó vừa phải, vẫn còn nhiều ánh sáng. Đấy, và treo xa đây một chút. Đấy, có nghĩa là xa cái lá một chút, và thì cũng được hướng về cái ánh sáng, ánh nắng ban mai, có nghĩa là sáng từ sáng đến trưa là ok. Đấy, còn một số bác lại hỏi là tôi thì mái làm sẵn mái tôn rồi, thế bây giờ thì có treo được lan không? Thì tùy, nếu mà mái tôn cao chúng ta có thể treo giò lan thấp xuống một chút và ở rìa cái ánh sáng ấy, rìa cái mép ngoài. Tuy nhiên là đừng để nước mưa nó giọt vào nhé, thế là được, hướng ra ánh sáng cũng được. Đấy, thì là các bác có thể là tùy cái điều kiện của mình các bác có thể làm.
Vâng, vậy trên đây là những cái ý kiến riêng về cái phần dàn theo cái quan điểm của tôi suy nghĩ. Các bác thấy như thế nào hợp lý thì các bác áp dụng các bác nhé. Rồi xin chào các bác. Các bạn ơi, nếu thấy video hữu ích hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông trên cùng để có video mới nhất nha.